Con xin kính chào cộng đoàn, con xin mời cộng đoàn cùng chia sẻ lời Chúa với con ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 sau Chủ nhật thứ sáu mùa thường niên. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, ngày thứ tư Đức Giêsu chữa một cái anh mù, có một người mù đem đến với Chúa Giêsu. Chúa chữa anh ta như thế nào? Thứ nhất là Chúa chạm vào anh ta. Thứ hai, Chúa đưa anh ta ra khỏi làng. Cái ý này con cũng rất thích, đưa anh ta ra khỏi làng. Rồi cái thứ ba, Chúa nhổ nước miếng vào mắt anh. Thứ bốn, Chúa đặt tay trên anh. Và Chúa Giêsu đã làm hai lần trên anh mù này, và anh đã được thấy tỏ tường. Và sau khi được thấy tỏ tường rồi thì Chúa cũng nói với anh ta là đừng có vào làng. Thế thì chúng ta cũng ý thức rằng là khi chúng ta sống trong một cái ao làng đó, ông bà nhà ta nói rằng là đi một đàng học một sàng khôn, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Chúng ta nếu mà chúng ta cứ ở trong một cái bầu khí, chỉ trong một cái bầu khí thôi, thì chúng ta cũng có giới hạn, cũng có những cái suy nghĩ, có những cái thấy, cũng có những cái hiểu trong giới hạn đó. Vì thế chúng ta, Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi tất cả chúng ta hãy mở cửa đi ra ngoài. Chúng ta phải đi đến các bệnh nhân, các tội nhân, anh chị em lương dân. Chúng ta cần phải đi ra ngoài cái con người của chúng ta, tiếp xúc với nhiều loại người, để rồi chúng ta có mở lòng thì Chúa cũng ban ơn cho chúng ta, để chúng ta cũng sẽ hiểu rộng ra. Đó là ngày hôm qua, xin Chúa cho chúng ta đi ra khỏi con người của chúng ta, đi ra khỏi cái môi trường sống tự nhiên của chúng ta. Xin cho chúng ta biết nhìn rộng ra để chúng ta thấy tỏ tường hơn. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida. Ngày hôm qua Chúa chữa một cái anh mù ở Bethsaida, và hôm nay Chúa Giêsu đi ra khỏi cái làng này để đi tới làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Chúa Giêsu dò hỏi các môn đệ xem là dân chúng nói thầy là ai. Các ông đám họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Chúng ta nhớ câu chuyện của vua Herode đó. Người ta cũng đồn đoán là Chúa Giêsu chính là Herode đã là Gioan Tẩy Giả đã sống lại, thì là vua Herode với nghi ngờ rằng là Herode Gioan Tẩy Giả chấm đã chém đầu rồi mà chắc ông ấy đã sống lại. Đấy cũng là một cái ám ảnh ha. Thế thì dân chúng bảo Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, chắc chắn là Chúa Giêsu cũng rất là nổi tiếng đó. Có kẻ thì bảo là ông Elia, một ngôn sứ trong Cựu Ước, cũng rất là nổi tiếng. Kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Đây cũng là một câu hỏi rất là hay. Còn chúng ta nói Chúa Giêsu là ai? Ông Simon Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô, tức là con Thiên Chúa, là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Ông Phêrô đã trả lời rất chính xác, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng Mêsia, là Đấng cứu độ, là Đấng từ Thiên Chúa mà đến để cứu nhân loại. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Chắc chắn là Đấng cứu độ, Đấng Mêsia, Chúa Giêsu phải chịu đau khổ và phải chết trên thập giá, chứ không phải là Đấng Kitô, Đấng cứu độ là oai phong lẫm liệt. Thường thì người ta hay nghĩ như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Đối với cá nhân con này, nhiều khi thì con cũng muốn làm này làm kia cho nó tưng bừng lên. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ theo cái nghĩ của Chúa. Một người bệnh nhân, hôm rồi con có đọc cái câu chuyện, có một cái cô bé đó, hai mươi mấy tuổi đã qua đời đấy, chỉ là nằm trên giường bệnh, thế nhưng mà cô ấy đón nhận bệnh tật như một công việc Chúa giao. Cũng rất là hay. Trong cuộc sống thì chúng ta thích thành công, ai cho chúng ta cũng thích thành công. Xã hội của chúng ta bây giờ nó là như vậy, ai thì cũng thích thành công.
Và Chúa Giêsu nếu thành công thì Chúa Giêsu quả nhiên là người thất bại. Chúa Giêsu cũng có một giai đoạn thành công khi Chúa Giêsu trừ quỷ, chữa lành bệnh nhân, làm phép nước thành rượu, làm phép hóa bánh ra nhiều. Có một giai đoạn Chúa rất là thành công. Thế nhưng sau đó thì chúng ta thấy, đặc biệt là từ khi Đức Giêsu bị trao nộp, Chúa Giêsu hoàn toàn hiền lành. Ngài không làm được một cái gì cả, và có thể nói là Ngài cũng không cứu được Ngài. Thế nhưng ở khía cạnh khác, chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn thế nào thì sẽ như vậy. Chúa Cha muốn Chúa Giêsu phải đón nhận mọi đau khổ, mọi tội lỗi của nhân loại. Nếu như thế gian này người ta có những người chịu nhục thì Chúa Giêsu chịu nhục nhất. Nếu như thế gian này có những người đau khổ, Chúa Giêsu đau khổ nhất. Nếu thế gian này có những người tội lỗi thì Chúa Giêsu là những người mang lấy nhiều tội lỗi nhất của toàn thể nhân loại. Thế thì chúng ta nha, cứ người đời thì cứ thích nổi năng, nổi tiếng, cứ thích là hữu ích. Nhưng mà đi theo Chúa thì Chúa có những cái đường lối khác. Chúng ta không chỉ là hữu ích cho người đời, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là hữu ích cho Chúa. Chúa muốn chúng ta thế nào? Chúng ta thấy các thánh anh hài không? Chưa mới có sinh ra cái là đã tử đạo rồi, thì các ngài cũng là thánh vậy. Cuộc đời các ngài một cách nào đó đâu có làm được cái gì. Thế nhưng mà trong cả một cái dọc dài lịch sử cứu độ thì các ngài cũng là những chứng nhân. Rồi chúng ta nghe đọc lại nha. Người hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai về người, bởi vì có thể là Chúa Giêsu cũng biết là các môn đệ cũng đang hiểu lầm là Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng Mêsia, là Đấng giải cứu, giống như là một lãnh đạo đó, một lãnh tụ dân tộc đó. Nên là bây giờ mà nếu mà để cho ông nói thì ông loan ra là Giêsu là vua, Giêsu là vua của Israel, vua mới, Giêsu là người sẽ là chiến thắng Roma, chiến thắng Herod để mà giải phóng dân tộc. Thế thì Chúa Giêsu cấm các ông không được nói với ai về người, bởi vì Chúa Giêsu cũng biết là các ông có thể là hiểu Đức Giêsu theo cái nghĩa là Messiah, hiểu theo nghĩa là thế gian. Đây, bây giờ Chúa Giêsu nói đây này. Chúa Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai, bởi vì Chúa biết các ông ấy chưa có hiểu đúng về Chúa. Bây giờ Chúa mặc khải rõ này. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người, tức là thầy, phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Chúa Giêsu là người rất tốt. Chúa Giêsu là đức tốt lành. Thế nhưng Chúa Giêsu sống tốt như thế mà vẫn bị người ta loại bỏ, bị người ta gọi là bắt bớ, bị người ta giết chết. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng hay bị cái cám dỗ này nè. Nhiều khi ví dụ mình làm một cái việc tốt đi mà ai đó người ta cấm đoán mình. Ví dụ giả sử chúng ta đi làm, kể chuyện ngày hôm qua. Tối hôm qua thì con có thôi thì cũng thu gom được một xe tải nhỏ quần áo cũ mà ông bà anh chị em gửi đó, chúng con đã lặt, đã lựa ra hết rồi, rất là ok rồi. Thế tối hôm qua thì cũng rình là buổi tối buổi tối để đi qua cửa khẩu rồi cho thuê một chiếc xe cho nó trở lên Đông Quanh trước đi, rồi cuối tuần này chúng con qua để chúng con sẽ lấy cho con phát. Trời đất ơi, vừa chạy được một chút xíu là hải quan nó tuyết lại, hay là nó giữ, nó không những là nó lấy quần áo mà nó còn giữ cái chiếc xe đó lại luôn. Trời ơi, cuối cùng phải lo lót tiền một chút, nó lấy một nửa quần áo để nó cũng cho mình đi. Thôi nhưng mà thôi thì vậy cũng được, cái ai lấy cũng được, miễn sao người nghèo tới tay người nghèo là được rồi. Thế thì cái anh chàng phi anh cứ nói bực mình cũng chết luôn. Thu được có ít đồ là gửi đi cũng bị lấy, nhưng mà bảo thôi người ta lấy thì cũng là điều tốt, thì cũng là người ta nghèo người ta mới lấy chứ giàu người ta lấy làm chi. Thế thì chúng ta trở lại cái vấn đề Đức Chúa Giêsu là một đấng tốt lành, thế nhưng mà người ta bắt bớ rồi người ta giết chết, người ta ám hại này kia. Trong cuộc sống hàng ngày thì khi chúng ta làm một cái việc tốt mà bị người ta gọi là cấm đoán, làm một cái việc tốt mà bị người ta khinh khi này kia, chúng ta bực mình, chúng ta bảo ủa tôi có làm gì sai, tôi có làm gì sai mà tại sao lại cấm đoán tôi có làm gì sai mà lại không cho phép tôi làm. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn vào Chúa nha. Chúa Giêsu là đấng tốt lành, thế mà Chúa đây, con người chịu đau khổ này, là đấng tốt lành nhưng mà bị người ta làm khổ, bị các kỳ mục và thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở, ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
Thế thì ông vừa mới nói Chúa Giêsu là đấng Mêsia, là đấng cứu độ, là gọi là vị lãnh tụ giải thoát dân tộc. Ông ta hiểu theo nghĩa thế gian đấy mà. Đấy, và Chúa Giêsu cấm không cho ông ta nói gì cả. Rồi sau đó Chúa nói: "Đây, anh em nói thầy là đấng Mêsia, là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ, thì thầy nói cho anh em biết thầy sẽ phải chịu đau khổ này, bị bắt bớ này, bị giẻ ruôi này, bị nhục mạ này, bị giết chết, nhưng mà thầy sẽ sống lại." Con nghĩ đây là một cái bài học thấm thía, thấm thía. Trong cuộc sống hàng ngày thì con cũng cố gắng làm những việc tốt, nhưng mà thật sự không phải là mình cứ làm việc tốt là mọi sự nó suôn sẻ đâu nhé. Khi chúng ta cố gắng làm việc tốt thì cũng đôi khi cũng chính những người tốt người ta lại không chấp nhận chúng ta. Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng cố gắng làm việc tốt rồi chúng ta cũng vâng phục thôi. Giống như là ngày xưa khi còn ở Sài Gòn ấy, con cũng thương những người bệnh nhân ung thư lắm. Thế thì ngày thứ tư thì con cứ quyết định là ngày thứ tư là từ 1 giờ là con đi vô bệnh viện ung bướu để thăm viếng cũng như là sức dầu cho các bệnh nhân ung thư. Trời ơi, được một tháng trời ấy, ai cũng thích. Bệnh nhân người ta cứ mong đến chiều thứ tư là gặp con để được giải tội, sức dầu cho rước lễ, cũng phải cả gần 100 bệnh nhân. Thế là được tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba rồi mừng quá, đang tính nói những người quen trong bệnh viện ung bướu là cho mượn một cái phòng để có thể dâng lễ cầu nguyện cho họ. Thế là bảo vệ nó lôi ra cấm, từ nay anh không được vào đây nữa. Thế thì con về con nói với Chúa: "Chúa ơi, con nói thật sự con rất là muốn giúp đỡ những người ung thư, những người bệnh nhân ấy. Mà bây giờ người ta cấm, người ta không cho con vào ở đấy, là bây giờ nếu Chúa muốn con làm thì Chúa cho con đi, còn nếu Chúa không là con được nghỉ, con càng thoải mái." Thế là cuối cùng con đâu có đi được đâu. Về sau này thì khoảng 2-3 tháng sau nguyên ngoài rồi thì con cũng đi, nhưng mà nói chung mình cũng đi lẻ tẻ thôi, chứ không có được tập trung như lần trước nữa. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta làm việc tốt mà chúng ta bị làm khó làm dễ, thì chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu để chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng tốt nhất, mà còn bị chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Thôi thì chúng ta cứ cố gắng làm việc tốt. Mà nếu mà những người có quyền có thế người ta cấm đoán chúng ta, người ta làm hại chúng ta, thì thôi thì chúng ta cứ cố gắng, và trong hoàn cảnh không làm được nữa thì Chúa cũng biết là chúng ta cũng hết sức là muốn làm, nhưng mà nếu Chúa muốn thì Chúa giải gỡ cho, còn nếu không thì thôi thì mình cũng có ý định muốn làm, nhưng mà cũng không phải là bất cứ việc tốt nào chúng ta muốn làm là chúng ta làm được, mà cũng không phải bất cứ việc tốt nào chúng ta làm là mọi người ta ủng hộ chúng ta đâu. Nhưng mà thôi thì con cứ động viên mình là thôi cái gì tốt thì cứ cố gắng làm. Thế nhưng mà nếu có những cái khó khăn thì mình nhìn vào Chúa, mình thấy Chúa là đấng tốt lành mà Chúa cũng còn phải chịu đau khổ kìa. Ông Phêrô ông đâu có hiểu đâu, Chúa nói ông là Satan, đâu có phải là con Thiên Chúa đi là lúc nào cũng vinh quang đó. Con Thiên Chúa là bị loại bỏ. Thế thì xin Chúa cho tất cả chúng ta qua cái bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta cũng học được một điều: người công chính phải chịu đau khổ. Người công chính phải chịu đau khổ. Khi làm việc tốt thì đương nhiên là sẽ có những cái hiểu lầm, có những cái khó khăn. Xin cho chúng ta vẫn cứ kiên trì, đừng có nản lòng, vẫn cứ cố gắng làm. Rồi nếu Chúa muốn thì mọi sự đều qua hết. Còn nếu mà Chúa không có giải gỡ thì Chúa cũng thấy được cái lòng tốt của tất cả chúng ta. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta, cho những công việc bác ái của chúng ta đang làm. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.